Đây là Duy đang đi con đường này, là đường Phó Cơ Điều các bạn. Khu vực này là phường 4 quận 11. Con đường này nó nằm mặt tiền của ngôi chợ Thiếp và đi qua đường Thanh Khai. Để mình có điều kiện mình tiếp cận chợ Thiếp để mình review lại quan cảnh chợ Thiếp. Ngôi chợ Thiếp là một trong những ngôi chợ cực kỳ có lâu đời. Cũng là ngôi chợ thực sự của ông bà ta đã thành sống ở Sài Gòn trước đây. Đã từng nói là ngôi chợ cực kỳ lâu, dù thấy không lớn nhưng mà có cái niên đại rất là lâu các bạn. Rồi đi vòng qua đổ Ngọc Thành. Đổ Ngọc Thành này hãy để ra đúng ngay Trần Quý. Trưa có người ta quét dọn khu vực kinh doanh mua bán này. Mời tất cả anh chị em bà con mình, người nào mà đã từng sống ở khu vực này giờ đã đi làm công tác, hay đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài, mời các bạn vào xem ngôi chợ Thiếp thân thương của mình nha. Dù là ngôi chợ không lớn nhưng được có một cái là ngôi chợ rất là lâu đời. Duy sẽ cố gắng dòng ra đằng sau luôn, trước giờ chưa đi khu vực này. Giờ trưa lắm rồi, Duy đi làm công việc riêng của Duy, mà Duy cũng không quên cái công việc chính của mình là làm vlog, là vlog tặng ngang đây. Duy review lại ngôi chợ này. Duy cũng có một số người anh ở nước ngoài yêu cầu Duy là quay lại cái chợ Thiếp của anh xem. Rồi đến đây thì Duy không biết quay như thế nào cho nó đầy đủ hơn, nhưng mà kệ đó, đến đâu hay cái đó. Dù cái có những lúc mà những cái phút mà anh em nào đã từng ở trước đây để nhìn lại sẽ vui hơn. Còn có lúc mà Duy quay không đến những cái đoạn đó, mong anh em thông cảm, bây giờ Duy cũng không biết quay như thế nào cho đủ. Những cái ngôi chợ hay cái địa phương nào cũng vậy, nó phạm vi rộng lớn bao la lắm. Trời mưa mà giờ này trưa rồi mà Duy chưa ăn cơm đúng không vậy? Wow, mình bây giờ mình mới nhớ là mình chưa ăn cơm nha. Dạ, cái bụng nó hơi đó đói một chút rồi đó. Rồi bây giờ chạy một vòng cái mình vô chợ Thiếp mình kiếm chỗ mình ăn cơm. Chắc bên trong chợ Thiếp thì cũng có bán thức ăn buổi trưa thôi. Wow, có đơn hàng để đi mà Duy không nhận luôn, để mình làm cho nó trọn vẹn cái ngôi chợ này cơ đã. Đây là bên hông chợ Thiếp. Nếu có dịp thì Duy sẽ đi vào bên trong chợ Thiếp để Duy kiếm một cái món gì để Duy ăn. Cũng có thể mình làm được cái này. Vào bên trong chợ Thiếp ăn một bữa. Ở đây là trước mặt chợ Thiếp, đây là đường Phó Cơ Điều. Khu vực này họ bán vàng rất nhiều gì. Thời Việt của chúng ta cũng ảnh hưởng nền văn hóa của người Hoa cũng nhiều, cho nên đeo trang sức để cầu may, đeo trang sức để làm trang sức.
viên, gân, nạm, tái, tá đách, lòng bò. Rồi ok. Rồi mời các bạn cùng vào ăn gì nha. Hôm nay mình tắt áp ăn trưa luôn. Cái gì chị? Thả bò viên. Thả bò viên. Rồi cho thôi, cho thả bò viên đi. Bây giờ hôm nay mời các bạn cùng ăn thả bò viên cái gì nữa. À. Quay về ngôi chợ Thiết. Bây giờ mình ghé đây mình ăn bò viên ha. Gì đây? Hello anh Dương nha. Hôm nay em theo lời yêu cầu của anh em review lại ngôi chợ Thiết rồi. Giờ em ghé vào đây anh em ăn phở bò viên. Mà ngày xưa anh sống ở đây chắc có lẽ là anh biết cái quán này phải không? Rồi mọi người dùng gỡ bộ viên gì nha. Có thể cho em xin vài đồng giá sống không? Tiểu đường chứ không hoàn toàn thì nói về ẩm thực là người Hoa đứng số 1 thế giới rồi. Bò viên ở đây ta làm á, nó dai, thịt nó cứng cả đã. Hình như là thịt bò nhiều hơn là bò, có nhiều chỗ người ta làm bò không mà nó không xúc tạp đâu. Ở đây thịt nó dai, cứng. Hai bạn. Ở đây có luôn cả dịch vụ nước giải khát, có rau má, sữa đậu nành. Mà rau má thì các bạn biết rồi, giải nhiệt là số 1. Thời gian này là mùa này nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng 34, 35 mình khó độ mà. Mà các bạn dùng gì ha. Ngon lắm, ăn lắm. Rồi Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip về ngôi chợ Thiết và ẩm thực trưa ở chợ Thiết.
ăn phở bò viên ở khu vực Chợ Thiết như là đường Trần Quý. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của Duy, và thân chúc quý vị luôn bình an và